Hôm nay là ngày thứ sáu, 16 tháng 4 năm 2021. Giờ mình đang xài cái gimbal. Mình ra đây mình quay lại những cái lan này đang cho bông. Hiện tại bây giờ là những nhánh bông đã mọc ra. Và đây là những nhánh bông sắp sửa bung hoa. Đó, rất là nhiều. Cây này là hoàng thảo Thái Bình. Tưởng đâu là nó đã đi đon rồi chứ, nhưng không, vẫn còn ok. Và cây này cũng vậy, cũng là hoàng thảo Thái Bình, cũng đang cho bông. Cho những nhánh bông ra nè. Những cái nhánh bông nó đang rầm tược ra ở những cái cây thân cây này, nó càng già thì nó càng nhiều. Bên này là hoàng thảo cũng đang cho bông, các bạn thấy không? Đây là những nhánh bông này. Những nhánh mà bông nó đang đâm trượt ra từ cái nhánh bông rất là nhiều. Và rất là nhiều loại hoa đây. Có những cây đã ra bông hết rồi. Đa số là hoàng thảo, lan người tiếng Việt Nam gọi là lan dây, lan rừng. Đây, lan này đặc biệt nè, rất là đẹp. Bông nhánh đủ loại hết. Và đây là lan dừa nè, có một mùi thơm giống như dừa vậy đó.
Đây cái giò lan này đặc rất là đặc biệt, bông nở năm ngoái nở rất nhiều, năm nay cũng nở nhiều, đang cho bông hoa này. Bây giờ là không còn gì nữa hết, chỉ còn một cây sung này còn sống và một cái tắc ngọt.